Xứ Dừa Miền Tây xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong kênh Xứ Dừa Miền Tây. Thì hiện tại Xứ Dừa Miền Tây đang đứng trên cầu Rạch Miễu nha. Đó, nhìn từ trên xuống đó là sông Tiền nha, sông Tiền Giang. Còn bên đây là trung tâm thành phố Mỹ Tho đó cô chú anh chị. Thì hôm nay mình có dịp đi Mỹ Tho ha. Mình xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng với mình tham quan một vòng thành phố Mỹ Tho nha. Xem coi có gì thay đổi không nha cả nhà. Rồi, lên đường thôi. À, đây là trên cầu nha. Trên cầu đặc biệt nhé, bên Bến Tre mình chạy qua ngang cả nhà. Cái cầu đặc biệt này cũng rất là dài nha. Khá dài nha. Xe cầu cũng tấp nập nha. Cầu vừa mà chạy xe hoài luôn cả nhà. Người ta cũng đang nhà nước đang xây cầu Rạch Miễu 2 cũng phút trên như cả nhà đang xây để chấm kẹt xe để làm tốt ngày lễ cho cầu này kẹt cứng luôn nha. Bây giờ chứ mà không biết sao mà nó kẹt xe hoài luôn. Ở hai bên hông cầu là công viên cả nhà, công viên cầu Rạch Miễu á, rất là đẹp nha. Có đồi thông rất giống ở Đà Lạt cả nhà. Có đồi thông rồi ha. Trước mặt mình đã là cái đường dẫn lên cầu cả nhà, hai bên đường dẫn đường xuống ha, đường xuống quẹo xuống phố Mỹ Tho đó, đường cái sông á là đường Nguyễn Thị Thập ha. Đó, mình chạy trước mặt mình á, trước mặt mình đó là cầu K120 đây, cầu K120. Quốc lộ 60 này cũng đường cũng khá rộng cả nhà, mỗi bên là 3 làn xe. Giấc trưa nên xe cũng rất là ít ha. Đây là cái ngã tư nè, Trần Ngọc Giải nha. Chạy có một mình ên nữa nha, không có một chiếc xe nào luôn. Đó, lâu lâu có được chiếc xe tải á. Đây là cái ngã tư nữa ha, ngã tư đường Lê Văn Thẩm ha, đường ngã tư đường Lê Văn Thẩm cắt ngang nè. Bây giờ là cũng 11 giờ trưa cả nhà, nên xe cộ ngoài đường rất là vắng ha. Đó, lâu lâu được có chiếc à. Trời, lúc này nắng cũng chang chang cả nhà. Nó quẹo tới mặt đường Phạm Thanh ha. Đây là tới một cái ngã tư nữa. Đây là một ngã tư đường quẹo phải là Đoàn Thị Nghiệp ha, cắt ngang Đoàn Thị Nghiệp cắt ngang. Hai bên trồng cây xanh cũng đẹp hết cả nhà. Lộ này cũng đẹp, lộ này rất là láng ha. Mới sửa là lộ này cũng mới sửa cả nhà, láng lắm, rất là mịn màng luôn. Đây là cây xăng ha, đây có cây xăng.
đó đường Hồ Văn Nhánh. Đây cũng cây xăng nè. Giấc trưa này chắc người ta cũng nghỉ trưa cả nhà, vì nghỉ trưa nên ít ai đi ngoài đường. À, đây là tới trước mặt mình là cái ngã tư nha. Đi đi thẳng á. Đi thẳng là đi Gò Công. Rẽ trái á, là đi về thành phố Hồ Chí Minh, rẽ phải vô thành phố Mỹ Tho nha. Bây giờ mình sẽ rẽ phải vô. Đây, đường này là đường Áp Bắc nha, đường Áp Bắc. Hai bên đường đã trồng kiển rất là đẹp ha, như hai hàng me phải. Còn ở giữa thì cũng trồng kiển là ở lằn giữa ha. Đường này cũng đẹp, rất là đẹp. Đường này là dẫn vào trung tâm thành phố luôn nha. Hai bên dãy phố nhà cũng rất là đông đúc nha cả nhà. À, hai bên dãy phố như nhà nào cũng buôn bán hết. À, trước mặt mới tới phải mình là có cây xăng nha. À, trước mặt mình có cái hotel Nam Anh ha, cũng khá là cao tầng ha. Đây hotel Nam Anh đây. Rồi đây là siêu thị Co.opmart thành phố Mỹ Tho. Siêu thị này cũng khá lớn các bạn ạ. Đây, hai bên đây họ trồng me không ha, trồng me làm cây cảnh hai bên lộ, me nhìn cũng rất là đẹp ha. Đây trước mặt của mình đó là đèn đỏ nha, đèn đỏ chạy rẽ phải á, rẽ phải là đi đường Trần Hưng Đạo đó, đường Trần Hưng Đạo cả nhà, đường đó rẽ phải đó đường Trần Hưng Đạo đó. Đây là tới đây là cây cầu, cầu này là cầu Đạo Ngạn ha, cầu Đạo Ngạn. Cái đường Áp Bắc này thấy cũng khá là dài cái này. Xe cộ thì mình thưa thớt này cả nhà, vì nó trưa ít xe. Hai bên lộ này chủ yếu là có bán điện máy rồi, phải điện máy mấy hàng ga điện thôi theo thứ. Thank you.
cái đường ấp Bắc này nó dài không nha, chạy nãy giờ mà chưa hết đường. Tiếp tục chạy tới nữa, rồi tới trước mặt đèn xanh đèn đỏ là đường Đống Đa ha, cắt ngang cả nhà. Mé tay trái là đường Nguyễn Tri Phương ha. Đây là, tới đây là công viên Tết Mậu Thân này cả nhà. Đây là công viên Tết Mậu Thân ha. À, trước mặt mình đó là cái Hội Thánh Tin Lành cả nhà. À, trước mặt nhà cao là Hội Thánh Tin Lành. Đây là tới cái ngã tư này là hết đường ấp Bắc nha cả nhà, qua bên kia là đường Nguyễn Trãi, nó tay phải. Đây có điện máy xanh ha. Trước đó là ngã tư đường Nguyễn Huệ nha cả nhà. Đó, ngã tư điện xanh đỏ là đường Nguyễn Huệ nha. Đang chờ đèn đỏ. Đây là đường Nguyễn Huệ cắt ngang này cả nhà. Còn đây là đường ngã tư đường Nguyễn Tri Phương cắt ngang ha, dưới chân cầu đường Nguyễn Tri Phương cắt ngang. Đây là cầu Nguyễn Trãi nha. Đây là một cầu Nguyễn Trãi nha cả nhà. Cầu này cũng lâu đời lắm nè. Sông này còn gọi là sông Bảo Định nha cả nhà. Đó, sông Bảo Định nè. Qua cầu Nguyễn Trãi là nó hết đường Nguyễn Trãi nha, là nó thành nó đường Nguyễn Văn Giác nha. Đó, qua cầu Nguyễn Trãi là đường Nguyễn Văn Giác. Đường Nguyễn Trãi cũng ngắn nha cả nhà, rất ngắn. Đó, đây là đường Nguyễn Văn Giác nha. Cái đường Nguyễn Văn Giác này nó cũng ngắn nha cả nhà. Ngắn hơn đường Nguyễn Trãi. Nó chạy như tới cái trước mặt mình là ngã tư ha, đèn xanh đỏ ngã tư đường Học Lạc cắt ngang đường Nguyễn Huỳnh Đức nha. Đó, đường Học Lạc cắt ngang á, cắt ngang đường Nguyễn Huỳnh Đức. Chạy thẳng ra là ra mấy sông luôn cả nhà.
Đây mình chạy trước mặt mình đường Đinh Bộ Lĩnh nha cả nhà. Đinh Bộ Lĩnh nè, mình quẹo phải nha. Đường Đinh Bộ Lĩnh mình quẹo phải đi ra hướng cầu quay cả nhà. Đi đến chợ Mỹ Tho cả nhà. Đó, bên này cũng có điện máy xanh nữa ha. Chung thành phố rất nhiều điện máy xanh. Cưa ốp mắt đó ha. Đây là đèn xanh đèn đỏ ngã tư đường dốc Ninh Kiều cắt ngang cả nhà. Đây là đường dốc Ninh Kiều nè, cắt ngang nè ha. Trước mặt mình đó là cầu quay nha. Cầu quay này như mới sửa lại cả nhà. Làm cũng thấy cũng rất là đẹp ha. Đây là cầu quay, sông này là sông Bảo Định nha. Còn quẹo ra mép tay trái á, thì là sông sông Tiền Giang. Bây giờ mình quẹo vừa phải nha, vừa phải mình xuống dốc cầu mình vô chợ Mỹ Tho, mình tham quan một vòng chợ Mỹ Tho ha. Đây, đây là quẹo, bắt đầu quẹo đây vô vô chợ này cả nhà. Chợ lớn nhất thành phố Mỹ Tho nè. Nhưng mà có lẽ tại nay trưa quá rồi cả nhà, gần 12 giờ rồi nên người dân đi chợ rất là ít ha. Nên mình có thể mình chạy dạo một vòng thôi cả nhà. Chạy vòng vòng cho cả nhà mình xem cho biết thôi ha. Chứ mình không có đi vào chợ nha cả nhà. Đây hai bên đường nè. Hai bên đường cặp mắt sông nè cả nhà, ta bán đủ thứ tôm, tép, cá đồ ha. Nói chung là đồ ăn á, thực phẩm á, đó bên tới mặt mình á, bán hàng thực phẩm cả nhà. Bán hàng thực phẩm rất là nhiều, nhưng mà trưa thì người mua thì rất là ít. Bây giờ cũng trưa rồi. Đây là chợ này lớn nhất nha, của Mỹ Tho. Chợ trung tâm thành phố Mỹ Tho. Đó, nhà cửa thì rất là sầm uất. Bán đủ thứ luôn, các loại luôn, rau củ quả cái gì cũng có hết rồi. Đủ thứ, đồ nhựa, đồ xanh, đồ kiểu, đồ nhựa gì cũng có ha, các kiểu luôn. Thấy bà con đi chợ cũng lưa thưa cả nhà. Ở đây là công viên mé sông nè. Đó, đang làm công viên mé sông rồi cả nhà. Thấy có làm có chậu chậu ha, mà chưa trồng gì hết trơn. Có lan can nào ha. Đó, đây sông sông Bảo Định nha. Trước mặt mình đó là cầu Nguyễn Trãi hồi nãy cả nhà. Bây giờ mình sẽ quẹo trở lại cả nhà. Chạy tới chúng mình quẹo lại ha. Quẹo lại mình chạy một vòng vô chợ nha. Không một bóng người luôn cả nhà. Giống thời Covid quá. Bây giờ mình quẹo lại. Dạo một vòng nữa nha. Cũng có lưu thương một vài người mua. Trước mặt thì cũng có bán
chậu kiển đó, đó chậu kiển bằng mũ là bao la luôn. Gần Tết rồi, mùa này gần Tết rồi, trồng bông rồi. Đó, nên là người ta bán chậu rất là nhiều. Rồi, mình rẽ vào đường này nghe, không biết đường này đường gì. Mình rẽ vào đường này, có anh dắt chổi nè, đi trước mặt. Bên đây là bán hàng rổ tre rồi, hàng bội tre rồi nè. Các kiểu luôn, tập quá cũng có luôn. Đồ nhựa, đủ thứ. À, rồi bây giờ mình rẽ trái ha. Rẽ trái mình đi vô một đoạn đường trước mặt mình mấy cái nhà, xây cái nhà gì lớn quá, không biết phải trung tâm thương mại không mà xây lớn quá, chưa xong. Đó, mẹ mình dạy mẹ mình ra trái ha, bán cũng rất là nhiều đồ. Đó, đủ thứ luôn ha. Giấy đồ, nhựa đồ, ống hút đồ, đủ thứ. Bên tay phải thì công trình cái nhà chưa xong, còn rào tôn ha cả nhà. À, đây cũng có trái cây dọc đường nè. Trời ơi, chợ trung tâm thành phố mà vắng ghê thiệt chứ. Đó, trước mặt mình đó, nhà lòng chợ Mỹ Tho nha. Đó, nhưng mà mình không vào cả nhà, trưa rồi chắc không có khách ai nên mình không vào. À, chợ Mỹ Tho. À, chợ Mỹ Tho. Bây giờ chắc vô bên trong chắc cũng không có ai. Cho nên mình chạy vòng vòng bên ngoài thôi ha. Cho bà con mình biết chợ Mỹ Tho như thế nào thôi. Chứ chợ giờ là quá ít người. Năm nay kinh tế khó khăn nên người dân cũng hạn chế đi cả nhà. Chứ người ta cũng sợ dịch bệnh nên ta không ít đi nữa. À, đảo một vòng ra cái đường nãy mình chạy vô nè. Bên đây bên tay mặt mình bán khô hay hàng khô. Đây nè, bán đủ thứ hết rồi. Rồi mình rẽ vào tay phải cái nữa nha, rẽ vào cái đường bên hông chợ nè. À, rẽ bên hông cái nhà lồng này ha, cửa nam đông tây nam bắc dưới đây nè. Đây, cửa này cửa nam cửa bắc dưới đây nè. Thôi mình đi sẵn luôn. Rồi mình sẽ rẽ trái nha, rẽ trái mình chạy một hơi ra mé sông luôn cả nhà, cho cả nhà dạo bờ kè mé sông thành phố Mỹ Tho nha. À, trước mặt mình đó là nhà rạp hát ha, rạp hát thầy Năm Tú, đây cũng còn rạp hát ha, mà không biết có hát không. À, mình chạy tới mình rẽ trái cả nhà. Đó, đây là rẽ trái ra đường Lê Lợi ha. Đó, đây là ra đường Lê Lợi đây nè. Thủ Khoa Huân, đây là đèn xanh đèn đỏ ha. À, đường Thủ Khoa Huân ha, cắt ngang nè, đường lớn cả nhà, đường dốc cầu quay chạy xuống á. Bây giờ mình tiếp tục chạy thẳng ha, thẳng đường Lê Lợi. À, trước mặt mình đó đường Bính Khiêm nha, đường Nguyễn Bính Khiêm cắt ngang. Đây là đường Rạch Gầm nha, đường Rạch Gầm cắt ngang ha.
chỗ đèn xanh đỏ này. Đây, tay phải đường Thiên Hậu Dương ha. Đây là mình ra tới mé sông cả nhà. Mé sông là đường 30 tháng 4 ha, đường 30 tháng 4. Đây. Tới mé sông ha, mé sông mình chạy ra bờ kè, chạy dạo dạo một vòng mặt sông cho cả nhà mình xem ha. Cái con đường này là cặp mé sông là toàn mấy cái nhà nghỉ, khách sạn, hotel đồ, nhà hàng đồ cả nhà. Đi cặp mắt sông nó mát á, nó toàn là nhà hàng đâu. Thường thường khách nước ngoài ta về đây ta thường ở ngoài mấy sông này cả nhà, ở mấy cái hotel có như mấy sông này. Bây giờ mình rẽ ra con đường là đường Hoàng Sa nha cả nhà. Đó, con đường Hoàng Sa. Trước mặt mình đó là bến tàu. Đó, tức là bến tàu ha, bến tàu để đưa khách du lịch đâu đó. Con đường này rất là đẹp nha. Bến tàu du lịch Mỹ Tho. Con đường này mọc lên rất là nhiều cái chung cư cả nhà, chung cư cao cấp rất là đẹp luôn. Hướng mặt ra ngoài sông Tiền, gió rất là mát ha. Con đường này con đường bờ kè nè, trồng cây kiểng đồ rất là đẹp. Chiều chiều người ta ra ngoài này mấy sông người ta câu cá nè cả nhà. Tới đây mình sẽ kiếm chỗ mình quẹo ra sát mé sông mình chạy cho cả nhà mình xem ha. Đẹp lắm. Công viên bờ kè mé sông Tiền Giang. Đường này làm rất là đẹp luôn. Bắt đầu mình bay lên đây ha, hồi lên mà chập chạy cặp mé sông cho cả nhà mình xem. Dưới sông ghe thuyền đậu rất là nhiều nha, vận chuyển lương thực, thực phẩm, cát đá đâu đủ thứ. Kia tàu xuôi ngược tấp nập luôn. Trước mặt mình đó là cầu Rạch Miễu cả nhà, bên kia là về đường về Bến Tre. Chiều chiều á, chiều mát á, bà con ở đây cũng ra mé sông rồi cả nhà, họ tập thể dục rất là đông nha, sạch sẽ thoáng mát luôn, nơi lý tưởng để tập thể dục luôn cả nhà. Là có mấy anh trưa trưa không ngủ trưa được đi ra nơi câu cá nè.
nó tàu á, tàu là chở vật liệu đồ đó cả nhà, rất là lớn ha. Mé bên trong lộ, mé tay mặt mình đó là các chung cư đang mọc lên ha, đang xây dựng, số hoàn thành, số chưa hoàn thành. Trước mặt mình, tay mặt mình đó, đây mấy anh câu cá rất là đông ha, xây dựng nó câu cá đó chưa, chắc đây có cá nhiều lắm, người ta mới câu nè, nó có bèo nè, bèo tấp mới xong. Cặp mới xong, họ làm đẹp quá ha cả nhà. Đi xong thì ghe tàu xuôi ngược. Đây là một dãy, đây là chung cư ha, chung cư cao cấp nè cả nhà, đang xây nè, 3-4 tầng gì nè cả nhà, cái này cũng giống y chang cái này luôn. Cặp mấy lộ đường Hoàng Sa này họ làm rất là nhiều nè, họ xây rất là nhiều chung cư. Nơi rất là lý tưởng để nghỉ mát ha cả nhà.
À, trước mặt mình đó là cầu Rạch Miễu đó ha. Rồi thôi video clip mình đến đây cũng xin kết thúc nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau nha. Bye bye, hẹn gặp lại.